Mến chào cô chú và anh chị, hôm nay Tâm lại review và giới thiệu cho gia đình mình một cái căn nhà vườn nghỉ dưỡng sinh thái mini cực kỳ là đẹp luôn, với một cái view rất là sang đó, view sông luôn nha cô chú chị. Hiện nay bây giờ gia đình mình mà kiếm một căn nhà vườn mà view sông rất là hiếm luôn, và được cái á, với một cái căn nhà vườn với mức giá chỉ hơn 1 tỷ thôi, cô chú chị đã sở hữu được căn nhà vườn 200m² quá đẹp luôn, thế đất hình kim cương nha. Wow, một viên kim cương sáng giá của chú chị ha. Và căn nhà của mình với một cái diện tích rất là lý tưởng luôn đó, 200m² ha. Và ở đây thì hướng nhà là hướng đông bắc thuộc về Tây Tứ Mệnh. Căn nhà của mình với tổng mức giá luôn là 1 tỷ 890 triệu thôi, quá tuyệt vời, còn được thương lượng trực tiếp chính chủ luôn. Và ở đây thì view sông quá ok hợp lý luôn, mình có được một cái căn nhà máy lợp nha gia đình mình, rất là sang luôn đó, cực kỳ là đẹp với tông màu trắng ha. Và căn nhà của mình có 2 phòng ngủ nè, 2 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, có một cái chòi lá và khu vườn sinh thái, nhiều cây ăn trái nha cô chú anh chị nha. Và có được là ven sông luôn, quá ok hợp lý luôn. Và ở đây thì rất là yên tĩnh, rất là thoải mái, và khu vực đây thì nguyên một cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng ở bên ngoài luôn, rất là ok hợp lý nha cô chú anh chị. Cùng Tâm đi ra bên ngoài nào. Đây thì đường xe ô tô vào tận bên trong nhà nha. Đó, đường đây là đường xe 4m nè, quá là rộng luôn, có cống rãnh thoát nước đầy đủ luôn. Và căn nhà của mình là thuộc vị trí là xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc nha. Và ở đây thì được cái cô chú anh chị mình ở đây rất là yên tĩnh, rất là an ninh, và view sông nữa thì quá tuyệt vời luôn. Và quy một cái khu nhà vườn nghỉ dưỡng rất là ok luôn cô chú anh chị, đó, rộng rãi thoáng mát ha. Và ở đây thì cách với lại là chợ Long Thượng chỉ mất khoảng là 5 phút thôi cô chú chị ơi, 1 cây số thôi đó. Đây là một căn nhà vườn nữa nè, rồi đây thêm một căn nhà vườn nữa nè đó, quá ok hợp lý luôn cô chú chị nha. Đường rộng rãi thoáng mát thênh thang luôn, cống rãnh thoát nước đầy đủ luôn cô chú chị, quá ok hợp lý luôn nha. Rồi cùng Tâm vào bên trong nào. Ở đây thì được cái với một cái căn nhà vườn quá ok, quá tuyệt vời luôn, gần chợ, gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, cô chú anh chị mình có thể di chuyển về đây vừa ở vừa nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, quá tuyệt vời luôn ha. Và mình muốn mua gì cũng có luôn đó, tuyệt vời. Và với mức giá chỉ có 1 tỷ 890 thôi cô chú anh chị, 1 tỷ 890 thôi thì quá tuyệt vời rồi đó, đường rộng thênh thang luôn. Và sân nhà mình á thì đậu được đến 2 chiếc xe hơi luôn. Và nếu mà có tiệc tùng, hôi nôi, tiệc cưới, sinh nhật, tổ chức trong sân mình là 5 bàn. Ngoài đây riêng biệt của mình luôn, thêm 5-6 bàn, 10 bàn nữa cô chú chị, quá tuyệt vời ha, quá ok luôn. Đây thì có lớp cửa cổng đây, có máy ngói ở bên trên, có đèn năng lượng hết 6 giờ tối, khi mà sập tối xuống là sẽ có đèn sáng trưng luôn cô chú chị ha. Cửa đây rất là kiên cố và chắc chắn. Hai bên thì có hàng bông hồng nha cô chú chị ha. Rồi ngay đây thì có nguyên một cái vườn lan nè cô chú chị ha. Rồi bên trên thì được để gia chủ đã làm những cái cây như là nho nè, rồi cây đây là chanh dây, với chanh dây tím, chanh dây vàng và chanh dây xanh, đẹp lắm cô chú chị ha. Rồi bên dưới thì mình có được là những cây bông giấy, quá sang luôn cô chú chị đó. Sân đây thì được ốp lát gạch sân vườn, rất là rộng rãi thoáng mát luôn, đậu được 2 chiếc xe hơi thoải mái ha. Và khu vực ngay đây họ có những cây bông sứ nè, đầy đủ luôn cô chú chị. Và ngay đây thì mình có thể là để thêm xe máy cũng được ha. Bờ rào được làm kiên cố và chắc chắn, tách biệt ở những cái căn nhà vườn kế bên, rất là đẹp luôn đó, rất là thoáng. Ở đây thì có những cây chuông vàng ha, bông quá trời bông luôn, ngủ rực luôn. Rồi có cây bưởi đang thay lá nè cô chú chị, ra đọt rất là nhiều luôn á. Rồi ở bên dưới đẹp ư là đẹp luôn ha. Vào buổi tối thì căn nhà mình là đẹp lung linh luôn, rất là nhiều đèn luôn ha. Bây giờ Tâm sẽ chia sẻ cho gia đình mình căn nhà trước đi. Đây căn nhà của mình đây, máy lợp rất là sang luôn ha, quá tuyệt vời luôn, có cửa sổ mình nhìn ra view nào cũng ra sân vườn hết, quá ok luôn. Đây mình có một cái lớp cửa 2 cánh đây, cửa nhôm sinh pha kiến cường lực nha. Và bên trong đây thì không gian của phòng khách đây, rộng rãi thoáng mát, có quạt trần, ở trần làm rất là mát mẻ luôn ha cô chú chị, đèn led đầy đủ luôn, có một cái đồng hồ, những chú hưu, rồi một bộ sofa dành tặng cho gia đình mình luôn, bàn rất là đẹp và sang, có một cái chậu hoa quá là đẹp luôn cô chú chị. Ngay đây thì mình có được là không gian của nơi để mình có thể là để kệ tivi, và đây thì có sẵn tivi, tivi 42 inch đầy đủ ha, Toshiba, và có được là những cái ngăn học để mình có thể là để những cái dàn âm ly, lo ha, karaoke đây thoải mái. Và ở bên trên mình có thể thờ phượng ha. Rồi ngay đây một cái quầy bar ok quá đẹp luôn cô chú chị,
một cái quầy hoa cực kỳ là sang luôn ha. Tủ bếp đó, tráng dương hết nha cô chú anh chị, có được là tủ bếp âm nè đó. Rồi ngay đây thì có khu vực là bếp từ, điện từ đầy đủ luôn. Rồi một cái ghế quầy ba quá sang luôn đó. Rồi một cái chậu hoa lan quá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Những cái ly mình có thể là làm cốc tay, quầy ba cực kỳ là sang luôn cô chú anh chị ơi, quá tuyệt vời luôn. Và đây là bồn cực kỳ là đẹp luôn đó cô chú anh chị, thấy quá là sang luôn. Có ổ cắm để mình có thể là nấu nồi cơm điện nè, hoặc là những cái bếp điện từ ha, đầy đủ hết, hoặc là những cái nồi ấm nước hả. Rồi ngay đây mình có một cái phòng ngủ nè, có một cái view nhìn ra rất là đẹp luôn, cửa sổ ha, tặng hết rèm cửa luôn đó. Có một cái tủ âm cho cô chú anh chị luôn ha, ngay đây chuẩn bị sẵn hết rồi đó, đẹp ư là đẹp luôn. Bên trên thì có một cái kho để mình có thể là để đồ lên trên đó, đèn đầy đủ ánh sáng ha, quá là đẹp luôn. Rồi ngay đây thì mình có thêm một cái máy lạnh Senhao tặng luôn cho cô chú anh chị ha. Rồi có được là đèn trần đầy đủ hết, chặt bên dưới là đá bóng kiến là 60 x 60. Cô chú anh chị thấy vân mây cực kỳ là sang luôn. Vào căn nhà này không chê thứ gì hết, với mức giá chỉ hơn 1 tỷ thì quá tuyệt vời rồi. Đó, một căn nhà vườn mini, siêu mini hả. Rồi ngay đây mình có phòng ngủ, tiếp theo là phòng ngủ thứ hai. Đó, ở đây được là 6 đến 8 thành viên thoải mái, có cửa sổ ha, nhìn ra view sinh thái ở khu vườn trong mơ của cô chú anh chị đây. Đó, quá đẹp luôn. Đó, cực kỳ là đẹp, có rèm cửa luôn ha. Rồi có được là đèn trần nè, rồi có luôn là máy lạnh đầy đủ hết, và bên trong rất là mát mẻ luôn ha. Rồi cô chú anh chị thấy tuyệt vời ông mặt trời luôn. Rồi ngay đây thì bếp, phần bếp đây cô chú anh chị thấy quá là sang luôn. Ở tủ bếp với những cái hộc ngăn và tay vịn bằng kim cương đó. Nhà vệ sinh cực kỳ là đẹp luôn, nhà vệ sinh cô chú anh chị thấy quá sang luôn nha. Đó, vừa sang vừa đẹp nữa, vừa đem đến cho cô chú anh chị một cái cảm giác rất là thoải mái. Bồn nước bên trên có luôn, và cửa đây mình có thể là để đồ ha. Đó, ở đây quầy ba thì có được là cái đèn trang trí đó, đèn ba đèn rất là sang. Rồi ra đây thì cửa hông đó, mát mẻ cực kỳ luôn cô chú anh chị, quá là mát mẻ luôn. Ở khu vực bên hông đây mình có được là một cây mít đây, ở bên trên trái rất là nhiều luôn. Cùng Tâm ra nhà vườn nào. Đó, nhà vườn của mình ngay đây thì Tâm sẽ cho cô chú anh chị mình khám phá nhà vườn của mình, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Có một cái con đường mang tên là tình yêu con đường mòn ha. Ở ngoài đây thì những cây nguyệt quế là những cây bông giấy nè, sang ơi là sang luôn. Rồi có được là những cái cây bông trang cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, và view sông nữa, sông ở đây có rất là nhiều cá. Hiện nay đang là mùa khô hanh nóng, nắng quá trời nắng luôn, nắng mà muốn ngáo luôn cô chú anh chị, Tâm đi ngoài đường mà muốn khùng luôn á. Nhưng mà ở đây thì rút nước hết rồi đó, hoặc là lúc màu mà có mùa mưa á thì nó sẽ nước rất là nhiều và cá rất là nhiều. Hiện nay bây giờ là cô chú anh chị thấy rất là thoải mái luôn, câu cá giải trí tuyệt vời luôn. Đèn đầy đủ xung quanh luôn ha, sang đây là sang. Bên kia là bờ ranh của người ta ha, mình được ôm trọn view sông luôn. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Rồi ngay đây là có những cái cây cà nè, đó cà Đà Lạt nè cô chú anh chị, thấy quá đẹp luôn. Những cây ớt nè đầy đủ luôn. Vào khu vườn của mình thì có cây ăn trái ăn đầy đủ nè. Rồi có những cái vị nêm như là cà nè, ớt nè, rồi cà pháo nè, cà tím nè, đầy đủ hết. Rồi có rau thơm, rồi có cải thìa, rồi đầy đủ hết luôn, rất là vui. Có đu đủ nha cô chú anh chị, những cây đu đủ đây nhiều lắm luôn đó gia đình mình ơi. Đó, và ở đây thì có gừng nè ha, rồi đầy đủ rau thơm như ngò ha. Và đây, đây cây bưởi đây có trái, hai trái lủng lẳng rất là dễ thương luôn, bông bưởi quá trời nhiều luôn. Đó, gọi là đẹp trắng như bông bưởi là như đây, trắng ơi là trắng, rất là sang luôn. Đó, rồi ở đây là nguyên một cái hàng rất là đẹp luôn. Rồi khu vực bên trong đây thì có cây cà tím có trái bự lủng lẳng đây. Đó, cô chú anh chị thấy quá là đẹp luôn. Ở bên trong thì cà pháo rất là nhiều luôn ha cô chú anh chị. Rồi có cây cốc nữa nè. Đó, ớt thì chanh quá là nhiều luôn đây. Đó, rồi ở khu vực đây thì có được là một cái cây lộc vân. À, khi mà bông ra thì rất là đẹp luôn á cô chú anh chị, đèn thì đầy đủ hết ha. Rồi trong đây thì cũng có cây chanh ớt rất là nhiều luôn và bông trang ha. Rồi đây thì có rau nêm, đó là rau răm đó, mua chục hộp dịch lộn về có rau răm đầy đủ luôn. Rồi ngay đây thì có vòi nước, nước đây là nước máy và đồng hồ điện riêng luôn cô chú anh chị, yên tâm ha.
có được là một cái thớt để gia đình mình có thể có dừa đây. Bông dừa rất là nhiều cô chú anh chị, lúc trước thì có trái rất là nhiều luôn, hiện nay bây giờ thì có trái nhỏ trái non thôi. Thì hái dừa xuống là chặt ngay tại chỗ, ngọt ơi là ngọt luôn. Ở đây thì tắt quá trời trái luôn đó, trong thì có bạc hà nè, ớt nè, nha đam nè cô chú anh chị đó, rồi rau răm, rồi húng lưỡi, rồi rau thơm, ớt, ớt trái quá trời trái luôn, đỏ rực luôn cô chú anh chị. Ớt chỉ thiên, wow quá đẹp. Rồi nguyên một cái vườn bầu mướp bí của mình đây, trái nào trái nấy cũng khổng lồ, siêu to siêu bự luôn cô chú anh chị, quá đẹp luôn ha. Đó, còn ở bên dưới còn lên nữa là cô chú anh chị ơi, rất là đẹp và sang, bông bí rất là nhiều luôn. Và khu vực ngay đây để cho gia đình mình cảm thấy rất là thoải mái nữa, mình có một cái chòi ăn nhậu, chòi lá rất là to và bự luôn. Ở chòi lá này ôm trọn xong và mình có thể câu cá giải trí ở ngoài đây ha, quá là đẹp luôn. Đó, nước lên thì quá thoải mái luôn cô chú chị, đây là nước ra nước vô nên và mực nước vừa phải nên là không bao giờ mà mình sợ bị ngập vô nhà đâu cô chú chị yên tâm. Ở đây thì mình cao ráo thoáng mát, có hệ thống cống rãnh hết rồi, đầy đủ luôn, đèn ha, có võng rất là đẹp luôn. Rồi ngay đây thì có quạt nè, có đèn ha, rồi có một cái ghế bập bên. Và nguyên một cái chòi lá này mình nhậu được 20 người luôn cô chú chị, nhậu xong nướng tiệc BBQ ngoài trời đây, mình đi vệ sinh ngay đây luôn, không sợ bị kẹt cầu ha, vì có hai nhà vệ sinh nên cô chú anh chị thấy thoải mái, bên trong một cái, bên ngoài một cái, bên trong phục vụ cho gia đình, bên ngoài phục vụ cho những anh chị nhậu nhẹt ha. Đó, và cây dừa được ôm đèn quá rất là đẹp luôn, với một cái căn nhà vườn mini, siêu mini, dễ thương cực kỳ luôn. Và trong khu nhà vườn nghỉ dưỡng luôn thì với mức giá này rất rất là rẻ luôn, và gần với chợ Long Thượng, cách chợ Long Thượng chỉ một cây số, và nằm trên đường cộng đồng Lộc Trung. Và ở đây thì cô chú anh chị yên tâm, có một căn nhà vườn 200m², thế đất hình kim cương. Và khu vực đây thì cô chú anh chị thấy rất là thoải mái, và căn nhà vườn mình là ôm trọn xong, câu cá giải trí thoải mái, view này rất là lý tưởng, và không có view thứ hai đâu cô chú anh chị ơi, và rất là đẹp luôn ha. Chỉ có với mức giá chỉ có là 1.890.000.000, quá tuyệt vời, còn thương lượng trực tiếp chính chủ luôn. Nhanh tay sở hữu căn nhà vườn mini này, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Tặng hai cái máy lạnh luôn, rồi có một cái chòi lá nữa ha. Và ở đây thì có rất là nhiều cây ăn trái và rau cỏ, hạt nêm đầy đủ hết luôn. Và có được là một cái khuôn viên rất là rộng ha, đường xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ vào tận bên trong nhà luôn. Hướng nhà hướng đông bắc thuộc về Tây Tứ Mệnh, và căn nhà một vườn của mình là rất là yên tĩnh, rất là an ninh, rất là thoải mái, đèn buổi tối đẹp lung linh luôn cô chú chị ha. Nhanh tay sở hữu gọi Tâm qua số điện thoại bên dưới video, hoặc giới thiệu cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những ai có nhu cầu mua nhà, đổi nhà và muốn đầu tư xây dựng nhà mới, alo Tâm nha. Cảm ơn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.